quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kemotool. Ở clip lần trước ấy thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách đan một bộ vành và một cái mai ơ cũ sao cho nhanh nhất, thuận tiện nhất, và những cái nốt ở trên cái mai ơ cũ và những cái nốt của cái nan hoa mới ở đây nó sẽ ăn khớp với nhau. Đó. Thì cái clip lần này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách cân một cái bộ vành vừa mới đan sao cho nhanh nhất và hiệu quả nhất. Anh em nào cũng có thể làm được, kể cả những anh em làm lâu năm cũng như là những anh em mà mới tập làm hoặc là anh em chưa bao giờ làm, những cái bộ vành này anh em cũng có thể cân được cái bộ vành sao cho ưng ý, tròn nhất có thể. Và cái cách cân này nó sẽ là đơn giản nhất. Thì theo như mình biết thì có khá nhiều anh em, đặc biệt là những anh em làm lâu năm ấy, thì rất nhiều người biết cân và biết đan những cái bộ vành này. Đó. Thì những anh em nào biết rồi thì có thể là bỏ qua clip này. Còn những anh em nào mà chưa bao giờ được cân cái bộ vành hay cũng như là đan bộ nan hoa đây thì có thể là tham khảo cái clip này và anh em có thể làm theo. Theo như mình biết thì cũng khá nhiều anh em làm lâu năm đi chăng nữa cũng chưa bao giờ biết cân và cũng chưa bao giờ biết đan cái bộ vành này. Đặc biệt là đan cái bộ vành này, anh em hầu như là mù tịt về cái khoản đan cái bộ vành ở đây. Thì clip trước thì mình đã chia sẻ rồi. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em vào cái clip này là sẽ cân cái bộ vành ở đây. Thì hiện tại là mình đã siết hết các cái con ốc ở chân nan hoa, từng chân nan hoa một, sao cho nó đều nhau anh em nhé. Sao cho nó đều nhau. Thì cái này thì khi anh em siết vào thì anh em có thể vặn bằng tay, hoặc anh em lấy cái tô vít ấy, anh em vặn vào đằng sau này này, sao cho nó cân lực nó vừa lực vừa phải thôi. Con ốc nào nó cũng tương ứng với con ốc nào thì nó sẽ tương đối là tròn. Thì hiện tại bây giờ là của mình nó cũng tương đối là tròn, nó chỉ có hơi lắc. Đó. Thì để phân biệt được cái vành sao cho cân nó ok nhất và nhàn nhất, nhanh nhất, thì anh em có thể là phân biệt cho mình như thế này. Cái vành nó đang có hiện tượng là đảo như thế này anh em nhé. Đó, anh em có thể để ý ở đây, đây là cái cữ chuẩn. Đó, anh em có thể thấy là cái vành nó đang chạy bên này và chạy sang bên này, nó sang trái rồi sang phải. Đi để như thế nào để anh em có thể phân biệt được cái mặt ở cái vành này nó phẳng so với cái mai ơ, thì anh em sẽ làm như này cho mình. Và bây giờ là mình sẽ quay cái mai ơ sang bên này. Đó. Anh em sẽ để ý cho mình là cái mép vành ở đây và cái mép trong của cái mai ơ chỗ này này, cái mép ngoài của cái mai ơ nó sẽ là trên một đường thẳng anh em nhé, nó sẽ trên một đường thẳng. Đó, thì mình sẽ để lại cái góc quay sao cho nó phù hợp nhất. Đó, nó tương đối là phẳng. Đó, thì anh em có thể thấy là mình để cái góc quay như thế này thì cũng gần như là anh em đang đứng ngắm ở cái mặt này, ở cái mặt vành này và cái mặt mai ơ chỗ này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ quay cho anh em một vòng. Thì hiện tại chỗ này là đang là phẳng nhé, đây là đang là phẳng nè. Sang bên này thì là cái vành nó đang ăn về phía bên phải và cái mai ơ đang chạy về phía bên trái. Đó, đây này. Đó, nó càng ngày nó càng ăn nhiều. Ra đến đoạn này thì nó lại hở ra đúng không anh em? Ra đến đoạn này nó lại bắt đầu hở ra. Đó, bắt đầu chỗ này là hở hẳn ra rồi. Đó, thì anh em sẽ căn cho mình một cái điểm mà phẳng nhất ở trên một cái mai ơ này. Thì ở đây là mình sẽ có một cái bút để mình đánh dấu anh em nhé. Và bây giờ là đến cái điểm này là mình thấy tương đối là phẳng này. Cái mặt phẳng ở cái vành này và mặt phẳng ở trong cái mai ơ này, chỗ này này, nó đang là phẳng nhau. Thì anh em sẽ lấy cây bút, anh em sẽ đánh dấu ở đây cho mình. Đó, anh em có thể là đánh dấu ở đây hoặc là anh em có thể đánh dấu ở trên mặt chỗ này. Đó, một vạch thôi nha anh em nhé. Rồi tí nữa anh em sẽ đến chỗ khác, khi anh em cân xong rồi nó lại bị méo thì anh em sẽ đánh hai vạch và ba vạch, ví dụ thế. Thì cái này là do anh em tự quy định. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về cái khoản ở dưới này. Và bây giờ là mình sẽ phải thay đổi cái góc máy quay. Khi anh em đã đánh dấu cái điểm mà anh em thấy nó phẳng nhất có thể thì anh em sẽ đưa nó về cái điểm mà cữ ở đây, ở trên cái bộ giá cân vành của chúng ta ở đây. Và bây giờ là anh em sẽ phải vặn những cái con ốc này, vặn cả hai bên để sao cho nó đưa cái mép vành của chúng ta, cái chỗ điểm đánh dấu ở đây và cái con ốc cữ ở đây nó sẽ khít nhau. Nó cái độ khít rộng hay độ khít hở hẹp và độ khít hở rộng là do anh em tự quy định. Ở đây thì hiện tại là mình đang để cái độ khít của nó là gần như là nó muốn chạm vào cái con ốc ở đây. Và bây giờ là mình sẽ đưa cái máy xuống thấp dưới này cho anh em coi.
chỉnh cái vành của mình và con ốc ở đây nó gần như là muốn xít vào nhau đó. Và bây giờ là anh em sẽ làm như này cho mình, anh em sẽ quay từ từ đó ra đến chỗ này bắt đầu là nó chạm, thì anh em sẽ phải kéo cái con ốc ngược chiều anh em nhé. Nó đang là ăn về phía bên phải, đây là vế bên phải này, đây là vế bên trái của vành. Và bây giờ là cái vành nó đang ăn về vế bên phải, có nghĩa là sẽ chạm vào cái con ốc định vị ở đây. Thì anh em sẽ phải kéo cho mình cái chân lan hoa ở vế bên trái nhé. Chân lan hoa nào cũng được. Thì thường là mình hay sẽ làm như thế này. Ở điểm này nó chạm thì nó sẽ tương ứng với cái con lan hoa ở chỗ này. Anh em thì thấy nó gần ngang nhau. Thì anh em sẽ xiết con ở đây, xiết vào thì nó sẽ kéo sang vế bên trái. Và tương tự như thế là anh em sẽ phải kéo cho mình cả con ở đây. Thường là anh em sẽ phải cân cho mình là 3 nan 1 nhé. Đây là mình sẽ, đây là 1 nan này, đây 1 nan. Và ở trên này sẽ là 1 nan nữa, là anh em sẽ phải kéo cho mình 3 nan. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành đi cân cái vành ở đây. Thì mình đã quay về cái điểm đỏ lúc đầu mình đánh dấu ở đây. Và bây giờ là mình sẽ quay. Đến đây là nó đã xít sang phía bên phải. Thì bây giờ là anh em sẽ phải vặn cái con ốc ở phía bên trái này để nó kéo cái vành của chúng ta sang cái phía bên trái. Đó, anh em có thể là vặn một vòng hay là hai vòng cũng được. Cái này thì khi anh em cân thì anh em sẽ chú ý cái lực siết của cái tay công cũng như cái cà lê của các bạn đấy. Đó, thì anh em quay tiếp thì nó sẽ bị chạm ở cái vế chỗ này, thì anh em bắt đầu siết nhá. Cái con ốc ở phía bên phải này anh em cứ kệ đó. Và nó vẫn cứ tiếp tục chạm thì anh em sẽ phải siết cho mình những cái con ốc tiếp theo. Anh em cứ cách một nan là anh em sẽ siết cho mình một chân đó. Và bây giờ là tiếp theo là đó, anh em thấy đấy là nó đang chạm, nó đang kêu này. Thì chúng ta sẽ phải siết tiếp tục. Bởi vì là cái vành hiện tại bây giờ là chúng ta đang chưa cân, chúng ta mới chỉ siết gá thôi, cho nên là nó có thể là chạy trái chạy phải, nó gọi là bị xăng vành đấy. Thì bây giờ là tiếp tục chúng ta sẽ siết, chúng ta sẽ siết bao giờ đến cái điểm mà nó cân bằng hoặc là nó sẽ chạy về vế bên trái thì lúc đấy anh em sẽ kéo nó về vế bên phải đó. Thì cái cách đan cái cách cân này thì cực kỳ là nhanh và hiệu quả. Chúng ta sẽ phải cân phẳng trước. Cân phẳng là gì? Là anh em sẽ lấy cái điểm này sao cho là nó sẽ đều, nó phẳng với lại cái điểm cứ ở đây. Anh em cân phẳng xong rồi anh em mới cân nhảy anh em nhé. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục là cân cho đến bao giờ là nó không chạm về phía bên phải nữa thì thôi. Và một cái lưu ý nữa cho anh em là khi chúng ta cân xong hoàn toàn một cái vành này mà nó sẽ có một hoặc hai ba cái nan mà nó lỏng, thì như thế là không phải là do anh em cân không đủ lực để cái nan nó lỏng nữa nhé, mà là anh em cân đang đúng hướng. Thì khi anh em cân đúng hướng, anh em kéo như thế thì nó sẽ có một hai nan nó lỏng thì nó là điều bình thường. Còn nếu như anh em cân tất cả 36 nan, nan nào cũng căng đét mà cái vành này nó không tròn, đấy là do anh em kéo đang bị quá đà, quá tay, là do anh em cân chưa quen để dẫn đến cái hiện tượng là có khi anh em vặn kịch con ốc ở chỗ này không vặn được nữa mà những cái nan khác nó vẫn cứ cũng chặt theo mà nó lại không tròn được, đấy là do anh em đó. Thì tí nữa là mình sẽ hướng dẫn thêm về cái chỗ mà bị căng cũng như bị trùng như thế. Đó, đến đoạn này thì bắt đầu là nó lỏng ra rồi, thì nó đang muốn chạy, có xu hướng là nó chạy về phía bên trái. Đó, nó tiếp tục là đó. Thì chỗ này anh em thì thấy là nó đã há rộng ra rồi đúng không ạ? Chỗ này nó xít này. Đó, chỗ này nó xít thì con chân này nó lỏng thì vẫn được, là mình sẽ phải xiết thêm cái chân này. Đó, thì mình mới xiết qua một vòng tạm thời thì nó đã trơn đều rồi. Ra đến điểm này thì anh em thấy là nó đang chạy xa cái tâm của cái cữ ở đây đúng không ạ? Đó, nó chạy xa hẳn ra tâm của cái cữ đây. Thì từ đây cho đến đằng này, đó, thì anh em thể thấy là gần như là nửa vòng của cái vành này rồi. Thì hiện tại là nó sẽ chạy sang vế bên trái, thì anh em sẽ lôi nó sang vế bên phải, thì bắt buộc là anh em sẽ phải xiết cái con ốc ở phía bên phải. Đó, anh em cứ bắt đầu siết cho sao cho là đến cái điểm khít mà gần như là lúc đầu của anh em siết đấy, là lúc đầu anh em lấy cữ đó, anh em cứ siết đi không vấn đề gì đâu.
Cái clip này thì nó hơi dài dòng, mình phải giải thích cặn kẽ cho anh em, cho nên là anh em nào mà có phát biểu mình là nói nhiều thì anh em đấy bỏ qua cái clip này luôn nhá, đừng có xem nữa. Mình giải thích cặn kẽ từng tí một để cho anh em dễ hiểu nhất có thể. Đó thì cái điểm sơn ban đầu ở đây thì hiện tại bây giờ nó đang bị xa hơn. Kệ nó, anh em vẫn cứ phải siết nó về bên này. Bởi vì là anh em đã lấy dấu chuẩn ở đây rồi, thì anh em đã quy định là cái điểm ở đây và cái điểm ở đây nó đã là chuẩn rồi. Và bây giờ là anh em cứ siết sao cho nó là một cái cữ thống nhất. Ví dụ khe hở ở đây nó là 1 gem hoặc là 1 ly, thì sau này anh em cứ căn cứ vào đó thì anh em sẽ tính là cái khe hở luôn luôn sẽ là 1 ly. Đó, thì nó hở về bên nào thì anh em sẽ siết ngược chiều về bên đó. Thì cái đoạn này là mình sẽ bỏ qua cái đoạn này. Cách thức cân thì nó chỉ có thế. Thì mình sẽ cân cho đến cái điểm nào mà mình cảm thấy ok. Và lúc đấy là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách cân nhảy nhá. Để chờ mình một xíu nữa. Rồi sau khi là mình loay hoay mất 2 phút thì mình đã cân nó gần như là phẳng so với lại cái cữ ở đây. Thì nó chỉ hơi nhảy một xíu thôi. Cái đó thì anh em không cần quan tâm, bởi vì là cái việc còn lại là chúng ta sẽ phải là cân nhảy anh em nhá. Đó, thì cái cách cân thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ lại. Nếu như cái điểm cữ ở đây mà cái mép vành nó ăn sang cái điểm cữ thì anh em sẽ phải vặn cái con ốc chân van, chân ăn hoa, xin lỗi các bạn, chân ăn hoa về phía bên trái. Còn nếu như cái vành của chúng ta nó có xu hướng nó chạy về phía bên trái thì anh em sẽ phải kéo sang phía bên phải anh em nhé. Đó, thì cái cách cân này cực kỳ đơn giản. Và anh em sẽ lưu ý cho mình là cái lực siết của cái cà lê của các bạn, siết những cái con ốc này, anh em sẽ phải có cảm giác nhất định của cái người thợ. Vì khi anh em đã làm nghề thì anh em sẽ có cái cảm giác của vặn cà lê. Ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Anh em kéo cái con ốc A ở đây, đây là vị trí A. Anh em kéo cái con ốc vị trí A này, cái lực siết rơi vào tầm khoảng là 1 kg đi. Thì cái con ốc thứ hai anh em cũng phải có cái lực siết tương ứng là khoảng 1 kg. Hoặc là những cái con ốc thứ ba, thứ tư thì anh em sẽ phải có cái lực siết tương ứng như thế. Đó, thì cái lực siết của các bạn đều thì cái vành của các bạn nó sẽ đều, nó không có cái hiện tượng là bị nhảy cũng như là bị lắc hai bên sang vành đó. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn và cái tiếp theo là chúng ta sẽ cân nhảy. Đó, thì ở đây của mình để mình di chuyển lại cái góc máy quay. Thì hiện tại là ở đây là cái vành của mình là mình sẽ phải điều chỉnh cái thang ở đây để đo cái mép vành sao cho nó có cái độ chuẩn xác gần như là cao nhất. Thì khi anh em cân thì anh em sẽ nới cái con ốc ở đây ra. Bình thường anh em siết vào thì anh em sẽ áng chừng cho mình cái khoảng ở đây. Và bắt đầu anh em quay. Nó sẽ luôn luôn nằm ở cái khoảng là gần cái mép vành nhất. Có thể là có điểm nó sẽ chạm và có điểm nó sẽ xa. Thì anh em sẽ lấy ở cái khoảng trung gian là gần nhất. Là có nghĩa là cái bạn sẽ chia cái đoạn gần và đoạn xa ra. Thì anh em sẽ lấy cái đoạn trung bình, gần trung bình nha anh em nhé. Đó, đoạn này chạm này, đoạn này không chạm. Đó, thì bây giờ là mình sẽ gõ thêm một xíu vào. Thì cái này là khi anh em biết cân rồi thì lúc đó thì anh em có thể là tự nghĩ ra những cái cách cân cho mình. Còn hiện tại ở đây là mình sẽ hướng dẫn anh em. Thì hiện tại là ở đây là mình đang gần cái máy quay quá nên là nó có thể là nó sẽ hơi ngượng tay, hơi khó làm. Để mình chỉnh thêm một xíu nữa rồi là mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em. Thì bây giờ là mình sẽ đưa cái máy quay xuống sát cái chỗ này cho anh em coi nhé. Và sau khi là mình đã cân phẳng rồi, và bây giờ là mình sẽ tiếp tục và chia sẻ anh em cái đoạn mà cân cái vành nó nhảy lên nhảy xuống này này. Đó, thì anh em sẽ để ý cho mình là hai cái mép vào đây. Đó, thì mình sẽ để như thế này cho anh em dễ nhìn nhất. Đó, cái mép vành và cái mép của cái cữ ở đây là chúng ta sẽ để song song với mép vành. Và bây giờ là anh em sẽ quay chậm thôi nhá, đừng quay nhanh. Mình luôn luôn khuyên các bạn là cân vành nên quay chậm thôi, đừng quay tít mù. Đó, ở điểm này nó chạm rồi này. Đó, và điểm này là nó bắt đầu nó thu về đúng không ạ? Là nó đang xa cái cữ. Anh em quay đến điểm này là bắt đầu nó sẽ chạm. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn. Ở đây,
sẽ là cái điểm bắt đầu chạm. Ở đây sẽ là cái điểm bắt đầu chạm này. Mình sẽ vạch vạch ở đây. Ở đây sẽ là cái điểm bắt đầu chạm. Và anh em sẽ quay cho đến hết cái điểm bắt đầu, hết cái điểm chạm ở đây. Đến đoạn hết điểm chạm nó sẽ là đoạn này. Đó, thì bây giờ là anh em sẽ phải siết cho mình từ cái điểm bắt đầu chạm ở đây cho đến cái đoạn kết thúc bắt đầu chạm ở đây. Là gì? Là cái điểm này là điểm bắt đầu chạm cái vành vào cái thang đo của chúng ta, cái cữ của chúng ta ở đây. Và đến đoạn này là bắt đầu là thoát khỏi cái điểm là bắt đầu chạm, là đến cái đoạn này bắt đầu co này. Đó. Thì cái đoạn này hiện tại là nó đang gọi là dương, nó dương về đằng phía chúng ta đang ngồi cân, là nó đang nở ra. Thì chúng ta sẽ phải siết con ốc vào. Thì trong cái phạm vi từ cái dấu này, đó, từ cái dấu này cho đến cái dấu ở dưới chỗ này là có bao nhiêu cái chân nan hoa, thì anh em sẽ phải siết vào nhá. Anh em sẽ phải vặn vào. Đó. Và bây giờ là mình sẽ, đây mình ví dụ ở đây sẽ là điểm A đi. Mình phải cầm bằng tay thì mình mới quay rõ cho anh ạ. Đây sẽ là điểm A. Ví dụ nó sẽ là điểm A. Và bây giờ anh em sẽ để ý cho mình là cái điểm này này. Đó, ra đến đoạn này là nó bắt đầu là nó đang xa, thì có nghĩa là cái vành nó đang có xu hướng là nó chạy vào trong này. Còn đoạn kia vừa nãy nó phình ra. Thì anh em cũng đánh dấu cho mình như thế. Cái điểm mà nó đang chạy vào thì anh em sẽ đánh dấu cho mình từ cái điểm bắt đầu chạy vào. Ví dụ là điểm này bắt đầu là điểm chạy vào này. Điểm này sẽ là điểm bắt đầu chạy vào. Đó, thì mình sẽ đánh một cái dấu lạch mạch ở đây. Đây sẽ là cái điểm B đi. Đó, thì mình ví dụ ở đây sẽ là cái điểm B. Cái điểm B này thì anh em sẽ xoay cho đến bao giờ nó bắt đầu nó muốn chạm vào cái vành. Nó bắt đầu nó muốn chạm vào cái vành của chúng ta. Đó. Đây là cái điểm mà lúc nãy là mình hướng dẫn là anh em cất phẳng nhé. Đó. Thì cái này anh em sẽ bỏ đi, đỡ bị nhầm. Đó, thì anh em sẽ rõ cho mình là đến cái điểm đó là nó sẽ đến cái điểm này. Nó trong cái khoảng này nó sẽ là điểm B. Từ điểm này cho đến cái điểm tận đằng này nó sẽ là điểm B. Thì cái vành nó đang bị âm vào. Âm vào là từ cái mép vành này vào cái mê ơ này nó đang bị âm vào. Thì anh em sẽ phải nới con ốc này ra cho mình. Nới tất tần tật những cái chân con ốc này ra. Và anh em lưu ý là anh em xoáy ra nửa vòng. Một vòng là 360 độ nhá. Anh em nới ra nửa vòng thì tất cả những con ốc này đều phải nới ra nửa vòng. Đó. Và cái điểm này hiện tại nó đang bị dương ra là gì? Nó đang xa cái mê ơ. Cái vành này đang xa mê ơ thì nó sẽ dương về đằng phía chúng ta đang ngồi cân này. Thì anh em sẽ phải vặn vào. Và anh em vặn vào nửa vòng thì anh em sẽ vặn đều tất cả các cái con ốc này vào nửa vòng. Như thế cực kỳ là nhanh. Anh em chỉ cần một lượt như thế là anh em có thể là nó đã muốn là tròn cái vành rồi, nó không bị nhảy nữa. Đó. Và sau khi anh em đã xử lý hết được cái độ nhảy của cái vành này, tiếp theo là anh em sẽ cân phẳng. Cân phẳng là gì? Là lúc nãy là cái lúc đầu clip ấy, thì mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà lấy tâm từ cái điểm ở đây và cái điểm này. Và lúc đấy thì anh em lại phải lấy cho mình một lần nữa là lấy mặt phẳng ở đây sao cho nó đồng nhất. Và anh em sẽ phải lấy cữ cho mình ở đây. Khi anh em lấy được cái cữ như thế rồi là anh em chỉ việc cân lại một lần nữa là cái vành của các bạn nó sẽ phẳng và nó không bị nhảy nữa. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi vào mình làm cái đoạn này cho anh em coi. Rồi mình đã để cái góc quay sao cho nó hợp lý nhất để anh em có thể quan sát. Anh em có thể quan sát cái mép vành và cái mép của cái định vị ở đây. Thì bây giờ là mình sẽ cân của cái điểm A. Cái điểm A này vừa lấy là mình đã nói với anh em là nó đang bị lồi ra, thì có nghĩa là cái vành nó đang xa cái mê ơ, nó sẽ nhảy, đúng không ạ? Nó sẽ lồi ra. Thì bây giờ là nó lồi ra như thế thì anh em sẽ siết vào. Thì vừa lấy là mình đã có đánh dấu được từ điểm này cho đến cái điểm ở dưới này. Đó. Thì nó cái khoảng cách này nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 20cm. Thì cái góc quay này nó hơi hẹp bởi vì là mình đang muốn dõi vào đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ căn ngang cái điểm đánh dấu ở đây là nó sẽ là có cái con ốc chân nan hoa ở đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ siết. Đó, anh em để ý cái lực siết của cái tay của mình. Vừa nãy là mình đã quay được tầm khoảng nửa vòng thì bây giờ là mình sẽ quay nửa vòng cho các bạn. Đó, tất cả những con ốc này anh em sẽ phải quay cho mình tầm khoảng nửa vòng. Đó. Anh em sẽ phải quay đều tất cả các con ốc này sao cho nó tương ứng khoảng nửa vòng. Có thể là nó hơn nửa vòng hoặc kém chưa được nửa vòng nhưng mà nó cũng khoảng khoảng đó. Thì anh em có thể là áng chừng bằng tay. Đó, đến cái dấu ở đây rồi.
Rồi thì bây giờ là anh em lại dõi cho mình vào cái điểm này. Khi anh em siết nửa vòng rồi. Đó, thì bắt đầu là đã xa rồi đúng không ạ? Nó xa cái vành, cái mép vành với lại cái mép định vị ở đây nó đã xa nhau rồi. Đó. Và bây giờ là anh em sẽ phải quay tiếp cho mình một vòng nữa để sang cái điểm B này, để xem là nó đã tương ứng nhau chưa, cái khoảng cách này từ cái mép vành và cái định vị này nó có tương ứng nhau chưa. Nếu như khi các bạn siết cái điểm A này rồi mà cái điểm B này nó vẫn cứ xa, thì lúc đó anh em phải nới con ốc này ra, nới tất tần tật những cái con ốc chân nan hoa ở đây ra, để sao cho nó sẽ tương ứng, nó rơi vào tầm khoảng 1mm. Nếu như anh em đặt tiêu cự là khoảng 1mm thì lúc nào nó cũng khoảng ở 1mm này là ok. Còn nếu như mà chỗ gần chỗ xa thì anh em cứ làm như thế cho mình. Đó, thì vừa lẽ là mình mới có siết cái điểm A ra, sang đến cái điểm B là đã bắt đầu là nó gần như muốn tròn rồi. Cực kỳ là nhanh anh em ạ. Nếu như anh em cân quen ấy, anh em chỉ cần mất tầm khoảng 15 phút nữa thôi. Có nghĩa là từ cái lúc anh em đan một cái vành cho đến lúc anh em cân xong một cái vành, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30 cho đến 40 phút thôi anh em nhé. Đó, còn có nhiều anh em có thể là mất cả buổi sáng mới đan xong mà mới cân xong. Đó, thì cái cách này cực kỳ là hữu hiệu và đơn giản. Đó, và mình chỉ có siết như thế thôi là cái vành này đã tương đối là tròn. Anh em có thể nhìn thấy nó tương đối là tròn này, nó không có cái độ nhảy chạy ra chạy vào. Đây, ví dụ là cái mép vành ở đây nó sẽ có độ nhảy ra nhảy vào, nó sẽ như này. Đó, mình quay rất là chậm, anh em có thể theo dõi là nó gần như là muốn tròn luôn. Và việc còn lại là bây giờ là anh em sẽ chuyển sang cái câu đoạn tiếp theo, là anh em sẽ lấy phẳng. Anh em lấy phẳng là anh em sẽ dõi từ mặt này và mặt này, và anh em sẽ lấy cái điểm ở đây. Và khi anh em cân xong hoàn toàn cái vành rồi, vì cái điểm này, cái chỗ này là mình sẽ chia sẻ cực kỳ sâu về cái điểm này, là có nhiều anh em sẽ làm theo giống như mình. Mình biết là sẽ chia sẻ clip này sẽ có nhiều anh em làm theo cái cách này. Và khi anh em cân kiểu này cực kỳ là nhanh và nhàn. Đó, thì anh em có thể bóp vào đây. Đó, thì nó sẽ có một cái nan hoặc vài cái nan nó sẽ bị trùng. Đây, ví dụ như cái nan này cực kỳ là trùng này. Đó, thì cái đó không thành vấn đề nha anh em nhé. Có những cái nan là sẽ hơi căng và có những cái nan nó sẽ trùng. Như thế là gì? Là anh em cân đang đúng theo quỹ đạo. Còn nếu như anh em cân cái nan nào nó cũng căng đét mà cái vành của các bạn nó đã không tròn, mà cái vành là cái nan nào nó cũng cân cũng căng đét ấy, thì lúc đấy là anh em đang bị kéo chân sai. Kéo chân sai là gì? Có khi anh em vặn kịch cả cái con ốc ở đây không còn gen nữa, nhưng cái vành của các bạn nó vẫn cứ méo, là do chúng ta đang bị cân sai. Cân sai như thế là anh em kéo lực sai, kéo lực của những cái nan hoa này bị sai, cho nên là nó sẽ có cái hiện tượng là căng đét rồi, nhưng mà cái vành nó vẫn chưa tròn vì thế đó. Và mình chia sẻ luôn với anh em là cái vành của mình đang cân. Vì khi anh em cân xong ấy, khi anh em cân đúng lực thì tất cả những cái mũ đó, tất cả những cái mũ ở cái nan hoa này nó sẽ không thò lên đâu anh em nhé. Và ví dụ như ở đây là nó cách cái mặt đích ở cái nan hoa này, cái nan hoa cách cái mặt đích của cái chân ở đây, cái mũ ở đây nó rơi tầm 1mm, thì anh em có thể đi cho mình là nó gần như là tương ứng nhau, cái nào nó cũng thế, không cái nào thò lên đâu anh em nhé. Đó, còn nếu như anh em cân lực sai ấy thì nó sẽ có hiện tượng là nó thò hẳn cái chân này lên. Đó, nó thò hẳn chân ra ngoài. Thì khi anh em cân đúng theo như này rồi ấy, cái chân nào nó cũng đều như chân nào, nó không cái nào thò lên ấy. Anh em thậm chí không cần lắp lót vành nhá, không bao giờ sợ thủng xăm. Còn nếu như anh em cân sai là gì? Là cái nan này anh em dùng cái lực nhiều quá, anh em kéo thì bắt buộc là sẽ lòi ra đằng sau này, thì lúc đấy anh em còn phải mài đi. Đó, đấy, khi anh em cân đúng thì không bao giờ có hiện tượng là nó lòi ra ngoài này. Đó, thì cái clip này nó hơi dài dòng một tí. Nói thẳng ra là anh em làm kỹ thuật mà anh em học kỹ thuật là nó phải dài dòng, chứ không thể là 3 câu 6 điều là xong được. Thì mình có nhiều clip mà mình chia sẻ tận tình với anh em, mình nói từ A đến Z ấy, thì nhiều anh em có comment là nói dài dòng quá. Đối với những cái anh em mà phát biểu những cái câu như thế là hơi thừa. Đó, thì nếu như anh em mà biết rồi thì anh em hãy next cái clip này để sang những cái clip khác để anh em theo dõi những cái phần khác. Còn anh em nào là chưa am hiểu và cũng như là chưa biết cân vành mà muốn tìm tòi cái cách cân vành nhanh nhất ấy, thì anh em có thể quan sát cái clip này và anh em làm theo. Vâng, mình là Kiên Mô Tôn. Để rất chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Đó, thì cái này là mình cân như thế là tương đối là ngon rồi. Bây giờ mình chỉ cần siết thêm và mình chỉnh thêm một tí nữa là xong. Đó, còn nếu mà mình mà chia sẻ nốt cái phần cuối này thì clip cực kỳ là dài, anh em xem nữa sẽ buồn ngủ. Đó, hẹn anh em một clip tiếp theo.